chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh test âm thanh của cửa hàng Audio Bảy An Giang. Thì em đang test đôi loa RFT của Đức và âm ly Camry A60 này quý vị, của anh Quốc nha. Cái dòng này thì đối với những anh em nào chưa chơi, chưa hiểu về nó thì nó là một ẩn số, nhưng mà đã chơi rồi thì thật sự nếu mà cái tầm của nó dưới 10 triệu thôi, quý vị ghép với những đôi loa anh hay những dòng loa đời mới, dòng Bender, những dòng B-Dub, nói chung là những dòng loa mới, những dòng Gen sau này, thì quý vị sẽ thấy được cái sự đặc biệt của nó, quý vị rất đặc biệt. Nhiều khi ghép với những con âm ly mười mấy 20 triệu, không chắc âm nó ra không bằng luôn. Nhưng mà quý vị chơi rồi thì biết, quý vị có thể ghép với những đôi loa bút xeo của Mỹ, của Anh, nói chung là nó rất là đặc biệt quý vị. Hôm nay em về được một con, hôm trước về được một con rồi, và con này thì nó đẹp xuất sắc luôn quý vị, đẹp phải nói là hàng eBay về nha, con này là hàng eBay về, đẹp keng xà beng hết ha, nói chung là không phải nghĩ đâu, con này là xuất sắc, rất xuất sắc luôn quý vị. Đây em quay cái mặt cho quý vị xem, mới như trong thùng vậy. Con này thì nó có cổng đĩa thang, cổng táp, tuner, AUX. Đầy đủ ha. Thiết kế không cần rườm rà cho người, rất đơn giản, nhưng mà đánh ra cho cái chất tiếng rất là trong trẻo và chi tiết. Đấy. Chất âm là dòng Anh là vậy nha. Và quý vị, mời quý vị xem cái ruột bên trong, nó cực kỳ mới luôn quý vị. Mới như trong thùng, tự nhiên thiếu thùng thôi. Đây, 4 đến 4 con zin của châu Âu luôn nha quý vị. Cái ruột nó phải nói là nó cực mới luôn quý vị. Tân phô nồi khá to ha. Đấy, zin đét hết như vậy, cực mới luôn. Rồi bên trong đó nè, con này thì nó được 1981 nha vậy, 12/11/1981 hoàn tất bởi kỹ sư này, rồi test với kỹ sư, rồi nói chung là có chữ ký ri tổng số đây hết ha. Tất cả các linh kiện về những con ba chân rồi quý vị thấy ha, những con ba chân dày đặc hết quý vị, mới nhiều mới vậy. Phía trước là nhôm ha, phía sau cũng là nhôm. Hai cái tụ này á quý vị, thấy nó nhỏ vậy nhưng mà nó 10.000 nha, 10.000 nha. Đây. 10.000 chứ không phải là thấy nó vậy đó. 50W 10.000 nha. Cực đẹp luôn, phải nói là Cambridge. Rồi em quay phía sau cho quý vị xem ha. Con này thì sử dụng điện 220V. Sử dụng điện 200V, Made in England đây ha quý vị. Đây. Made in England A60. Điện 220V. Speaker 8/16 ohm. Cực mới luôn ha. Rồi thì với mức giá cũ thôi quý vị, 9.2 triệu quý vị, bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị ha. Con này cực đẹp luôn, đẹp. Hôm trước có về một con rồi, con này còn dữ hơn.
Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.